Đồ Cố Liền kính chào quý vị, lúc này đang là buổi sáng ngày 28 tháng 8 2018 và kính thưa quý vị, đây là bộ bàn ghế mà tôi đang sắp chuyển vào trong quận 7 cho anh Hùng. Anh Hùng quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Bộ ghế cột 10 gỗ vụ ta Quảng Bình. Và hiện nay xưởng sau khi bộ này đi thì vẫn đang còn một bộ nữa tương tự này, cùng mẫu cùng đợt này luôn. Báo cáo anh Hùng là đây của anh là bộ 6 thứ đây. Cái bàn này, đôn trà này, hai chiếc ghế ngồi này và một chiếc ghế dài. Đây.